Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng tại Bắc Bộ đã giảm đáng kể xuống mức là từ 19 đến 22 độ. Vùng núi có nơi chỉ còn khoảng 16 cho đến 18 độ. Vì vậy khi lưu thông vào thời điểm này, quý vị sẽ có cảm giác se lạnh. Để đảm bảo sức khỏe, quý vị nên mang theo áo khoác gió hoặc là áo len mỏng. Dự báo là trong ngày hôm nay, do khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số 11, nên Bắc Bộ sẽ có mưa đến hết ngày 17. Riêng khu vực phía đông sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc mạnh dần lên, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Lui xuống các tỉnh miền Trung, dự báo trong hôm nay cũng như khoảng 3 ngày tới, mưa rào và dông cũng xuất hiện ở khu vực này. Nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần, trời se se lạnh về đêm và sáng. Trong khi đó thì từ Quảng Bình, Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận và Ninh Thuận, nhiệt độ lại tăng dần với mức cao nhất trưa chiều, phổ biến khoảng từ 28 cho đến 32 độ. Xuống đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, tại đây mưa rào và dông xảy ra chủ yếu vào thời điểm chiều và tối, có nơi mưa vừa mưa to. Ban ngày đôi lúc nắng gián đoạn. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, thời tiết bắt đầu có những thay đổi rõ rệt so với 24 giờ trước đó. Do ảnh hưởng của khối khí lạnh từ phía Bắc dồn xuống nên nhiệt độ về đêm duy trì ở ngưỡng lạnh, chỉ khoảng 19 cho đến 21 độ. Đồng thời mưa dông cũng có xu hướng gia tăng trên địa bàn Hà Nội. Trong ngày thì trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất được dự báo sẽ không vượt quá ngưỡng 27 độ. Mưa dông gia tăng, kèm theo đó là hiện tượng gió giật. Vì vậy, khi lưu thông ngoài trời, ngoài việc mang theo các vật dụng tránh mưa, quý vị và các bạn nên khoác thêm áo len mỏng hoặc là áo gió nhẹ để phòng cảm lạnh hoặc những bệnh về đường hô hấp. Nằm trong xu thế chung của các tỉnh Bắc Bộ, thành phố ven biển Hải Phòng ngày hôm nay cũng có xu hướng gia tăng mưa dông cả về diện và lượng. Biên độ nhiệt tại thành phố chỉ dao động từ 19 cho đến 25 độ. Thời tiết nhìn chung không thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như là buôn bán của người dân trong ngày đầu tuần. Lưu ý là vùng ven biển bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, biển động dữ dội. Bà con ngư dân nên tìm nơi neo đậu tàu thuyền, tránh ra khơi vào thời điểm này để đảm bảo an toàn. Đến với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sau 2 ngày tạm giảm mưa thì mưa dông lại bắt đầu có xu hướng gia tăng trên thành phố trong hôm nay cũng như là một vài ngày tới. Nguyên nhân chính là do sự ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11 Khanun nên người dân cần hết sức chú ý với hiện tượng ngập lụt nơi trũng thấp, ven sông. Kèm theo mưa dông là tố, lốc và gió giật mạnh, vì vậy người dân cũng nên chủ động gia cố lại nhà cửa. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay tại thành phố Vinh sẽ chỉ khoảng là 28 cho đến 29 độ. Cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11 nên thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay chuyển nhiều mây hơn và có những cơn mưa rào xảy ra bất chợt. Thời tiết không mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch cũng như là buôn bán của người dân. Mưa tăng, kèm theo đó là độ ẩm không khí cũng tăng theo. Bà con ngư dân nên chú ý có biện pháp bảo quản đồ hải sản khô, tránh để ẩm mốc ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thành phố dao động từ 25 cho đến 31 độ. Trên thành phố vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột, do chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Tây Nam tầng thấp hoạt động với cường độ trung bình, nên trong ngày hôm nay thời tiết chưa có biến động gì so với 24 giờ trước đó. Phổ biến vẫn là trạng thái mây thay đổi, ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn, mưa rào và dông sẽ xảy ra vào thời điểm cuối ngày. Vì vậy, bà con cần chú ý thu gom nông phẩm trước 16 giờ để tránh bị ướt. Dự báo là biên độ nhiệt hôm nay tại thành phố Buôn Mê Thuột sẽ khoảng từ 23 cho đến 29 độ. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay là thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì mưa dông thường xảy ra vào lúc tan tầm, có nơi mưa vừa, mưa lớn nên quý vị cần hết sức lưu ý với khả năng ngập úng trên các tuyến đường trũng thấp và hạn chế di chuyển vào các khu vực này để giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Ban ngày thì thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi, nắng gián đoạn. Vì vậy nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ vào khoảng là 31 cho đến 32 độ. Về đêm thì giảm xuống mức là 24 cho đến 25 độ. Độ ẩm không khí dao động từ 75 cho đến 95%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.